Bài kệ này được Đức Phật thuyết cho tỳ kheo Uttigatatissa khi ngài trú tại Jetavana ở Savatthi. Chuyện rằng tỳ kheo Thích Xá, người ở Savatthi, xuất gia trong Phật pháp Đại Lộ, du phương hành đạo trời đây mai đó, nhưng bị quả của ác nghiệp quá khứ nên tỳ kheo Thích Xá bị bệnh u nhỏ khắp người, nguy hiểm vô cùng. Các vị tỳ kheo và sa di lúc đầu còn ở bên cạnh chăm sóc, nhưng rồi các vị không chịu nổi mùi hôi thối từ thân vị ấy nên đã bỏ đi hết. Người ta gọi tỳ kheo ấy với cái tên là Uttigatatissa, là Tissa thúy thầy. Một ngày kia, Đức Phật theo thông lệ sáng sớm dùng Phật nhãn quan sát chúng sanh hộ duyên cần tế độ. Ngài thấy tỳ kheo Uttigatatissa có duyên lành đắc quả A-la-hán và sẽ vô dư niết bàn trong ngày hôm nay. Đức Phật tân hành đến tỉnh thức của tỳ kheo này và bảo các vị tỳ kheo khác khiêng chiếc giường tỳ kheo Thích Xá nằm đến Agi-sala, lấy nước nóng giặt y dính máu mũi hôi hám của vị ấy. Đức Phật tự tay lau mình cho vị ấy, mặc cho vị ấy chiếc y khô sạch. Khi biết tỳ kheo Thích Xá đã được thoải mái, ngài thuyết pháp cho vị ấy nghe bằng bài kệ: Achitran Patayan Ka Chu, không bao lâu thân này, vân vân. Vì dứt bài kệ, tỳ kheo Uttigatatissa chứng quả A-la-hán và vô dư niết bàn. Chúng tỳ kheo có mặt cũng đạt được thánh quả dự lưu, vân vân. Chánh văn: Achitran Patayan Ka Chu Patavin Aphisek Sati Chutho Apit Ape Ta Vinh Nhà Nô Dirathan Bakat Linh Ka Trang. Thích văn: Achitran trạng từ ná cộng chích trăng, không lâu, không bằng, thời gian ngắn ngủi. Bách tá dân hợp âm phát tá cộng ái dân phát tá bất biến từ, chắc chắn, tất nhiên, ôi thôi, than ôi. Ai rằng, chủ cá số ít nam tính của đại từ ý má, này, cái này. Cà dù, chủ cá số ít của danh từ nam tính, cà giác, thân thể. Bát thạ viên, chủ cá số ít của danh từ nữ tính, bát thạ vì đất mặt đất. Aphisek sati, thì vị lai ngôi số 3 số ít của đồng từ Athi Xê Thị Cộng Athi Cộng Xị Cộng E sẽ nằm xuống. Chút thô cho các số ít nam tính của tính từ Chút Thá qua cái phương từ của đồng từ Chú Phát Tị, bị quăng bỏ, bị vứt bỏ, bị ném đi. Ape Tá Vinh Nhà Nô chủ ích tính của hợp thể tính từ Ape Ta Vinh Nhà Na, Ape Ta Cộng Vinh Nhà Na, cái mà tức thức lìa khỏi xác chết, thi thể, thi hài, thân vô thức. Vì đặt thẳng chủ cách số ít trung tính của hợp thể tính từ Vì đặt thá Ní Cộng A Cộng Áp Thá, không có lợi ích, vô dụng, vô ích, vã, y vã, bất biến từ, như, ví như, tờ như. Kalinga rằng, chủ cách số ít từ, trung tính, Kalinga ra. Quốc vụ một, cây một, việc văn, không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ, vô thức, như vụ một, vô dụng, pháp cú 41. Chuyển văn: Ajang ca yo bata chi trang ape ta vinh nhà no chut tho bata vinh avisak sa ni
Nirathan Kalinga rằng: Như vậy, thực sự không bao lâu nữa thân này thành xác vô thức sẽ bị vứt bỏ nằm trên mặt đất như khúc gỗ mục vô dụng. Lý giải: thân này khi còn sống hoạt động đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ và làm nhiều lợi ích là nhờ có tâm thức. Một khi tâm tự khởi lên chấm dứt mạng sống, thân này vô thức chỉ là cái xác không hồn, sẽ chấm dứt hoạt động, sẽ bị thối rữa, người ta sẽ vứt bỏ cái xác này, chôn xuống hố sâu, hoặc bỏ trong rừng, trong bãi tha ma, hoặc tiêu hủy trên giàn hỏa, vân vân. Khi ấy, thân xác này không còn lợi ích, như cây gỗ mục vô dụng không sử dụng, bị đóng bàn ghế, làm cột nhà chỉ được cả. Đức Phật dạy bài kệ này cho tỳ kheo Utthitakatissa quán niệm và chấp thủ mà chứng A La Hán. Người tu tập cũng nên quán niệm hàng ngày để tận dụng thân này lúc còn sống chưa bị vứt đi, làm được điều lợi ích như tạo phước hay đoạn trừ phiền não, đưa đến đạo quả giải thoát. Biên soạn giáo trình tỳ kheo Tuệ Siêu. Trước khi bước vào thời thuyết giảng hôm nay, kính mời quý đạo tràng lắng tâm thanh tịnh nghe thầy thỉnh pháp sư. Hằng thiện tinh mãi mê trường căn, nghiêm bốn bề nặng gánh lo toan. Tinh khi tâm trí rảnh ràng, não phiền căn buồn sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được hầu, nghe pháp nhiều chữ phần ngợi khen. Ước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Hình pháp sư đăng đàn thuyên giao, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thần, ngưỡng mong chân pháp thịnh hành, ngưỡng cầu tâm nhập đạo lành như là. Dạ vâng, giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin hành kính lệnh lễ và cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bố Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Vong Đệ Tử Phật. Kính chào và thượng trực đẳng thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tần cùng chư tụng đức ở trong rừng. Tân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kệ rất quen thuộc. Bài kệ này nằm ở trong những bài kinh mà Chư Tăng thường tụng ở trong một cái đám tang hay là đám giỗ hoặc là tổng điện Rupa Skula. Gọi là Pang Skula Chivarang, tức là y phấn tảo. Khi mà các vị tỳ kheo đi vào Tha Ma Mộ Địa, thấy có một cuộn vải mà người ta quấn xác tử thi, đem quấn tử thi đem quăng bỏ ngoài
đống rác ngoài bãi tha ma. Lúc đó các vị tỳ kheo mới quán tính à, chỉ rằng có tài văn ca vô bất thường quân là thế sẽ sẽ tí tôi thôi tới quân nhà nô nơi rác thăng của từ cơ răng không bao lâu thương này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ vô thức như cổ một vô dụng. Quán tưởng như thế xong rồi vì đó mới rút cái thừa vải hay quấn xác đó đem về trú xứ của mình rồi giặt sạch đo cắt mai giặt nhuộm thành y cà sa rồi mình đó gọi là rút vascula. Khi mà chúng ta đọc tụng cái bài kinh này chúng ta nên biết rõ cái duyên sự mà Đức Phật Ngài đã thuyết bài kinh đó và Ngài dạy để nghe thực hành. Trường hợp của tỳ kheo Vô Thí Gách Tắc Thí Xá khi mà vị này bị bệnh trầm kha do ác nghiệp bởi quá khứ kiếp lần thở xong đã gian mỹ bắt chim hay là thú rừng rồi sợ chúng bỏ chạy hay là chúng bay mất nên bẻ lội cái cánh của nó hoặc là bẻ lội cái chân của nó để nằm đó. Rồi khi mà bắt được một bầy chim nhốt vào trong lòng đem về muốn nhổ lông chúng mà mới đem nhúng vào trong cái chảo nước sôi để cho nó mềm da và nhổ và lông chim cho nó dễ vân vân. Chính do cái ác nghiệp đó mà bây giờ vị này phải lãnh cái hậu quả là toàn thân da nó bị hoại tử do cái quả nhúng chim vào trong bầy chim vào trong cái chảo nước sôi cho nó hư già và nhặt lông nó dễ. Rồi xương của vị đó cũng bị mục khi mà người ta đỡ lên hãy nó cấn ở đâu thì nó gãy đến đó. Đó là do đời quá khứ bẻ lội chân chim cánh chim hay là thú rừng kiếp sinh lần thử sẵn. Và nói về kiếp hiện tại đó, thì vị này đã xuất gia và lúc trước thì hay đi đi gió để mà hành đạo đến khi mà trở bệnh nặng
thì vị đó trở về sau thi nằm ở trong một cái tỉnh thất riêng biệt, và các vị sa di, các vị tỳ kheo trẻ đến chăm sóc. Nhưng rồi các vị tỳ kheo trẻ, các vị sa di cũng không chịu đựng được cái mùi hôi thối do cái chứng bệnh hoại tử da của vị đó. Đức Kitô với thiên nhãn thanh tịnh, ngài đã quan sát thấy được cái căn duyên của tỳ kheo Bodhisattva. Mặc dù có tạo ác nghiệp, nhưng mà những kiếp xa xưa nữa thì vị đó đã từng hành pháp độ và dưới chân của chư Phật. Ở trong quá khứ vị đó đã phát nguyện trong tương lai sẽ trở thành, sẽ đắc chứng được quả vị A-la-hán. Vì vậy cho nên kiếp này có nhân duyên. Đức Phật có biết rằng là chiều hôm nay vị này sẽ vô dư niết bàn. Nhưng mà bây giờ thì vị đó vẫn còn là phàm phu. Thế cho nên Đức Phật ngài đã đi đến cái tỉnh thất của tỳ kheo Bodhisattva. Và ngài bỗng có vị tỳ kheo khiêng cái giường của tỳ kheo Bodhisattva đang nằm khiêng đi đến Akvisala, tức là cái nhà chúng ta gọi là cái nhà bếp. Thật ra thì thời Đức Phật ở trong chùa không có nhà bếp, nhưng mà không có nhà bếp để mà hàng ngày Phật tử vô nấu cơm cho chư tăng không có, mà chỗ đó chỉ dành để các vị sa di nấu nước sôi để cho các vị trưởng lão tắm hoặc là để uống vào trong lúc mùa lạnh, phong phật. Cho nên gọi ác dĩ xa la. Và khi mà đem đến ở tại cái nhà bếp á, nấu nước sôi, pha nước cho ấm, và đích thân Đức Thế Tôn ngài lao mình mẩy cho tỳ kheo Bodhisattva Thế Xá và thay đổi cho vị đó bộ y phục, bộ y cà sa khô sạch. Khi mà vị đó đã được thoải mái, Đức Thế Tôn thuyết lên bệ để nhắc nhở vị tỳ kheo đó nên quán thấy cái thân này, cái thân hiện tại của mình đang bệnh trầm kha như vậy. Không bao lâu thì cái thân đó sẽ nằm dài trên đất một cái xác không hồn, gọi là vô thức, cái thân thể vô thức gọi là cái xác bị đem vứt bỏ. Như là cái khúc gỗ mục vô dụng. Khi nghe dứt bài kệ thì bị tỳ kheo này liền chứng quả A-la-hán và vô dư y niết bàn, tức là viên tịch liền. Ở trong bài kệ này đó,
chúng tôi cần phải hiểu là Đức Phật Ngài thuyết cho tỳ kheo Bodhicitta Thứ Sáu, vì nó cảm nhận được là một lát nữa đây có thể tới chiều là cái thân này sẽ trở thành cái xác không có tâm thức, sẽ chết, nó không có lợi ích gì hết. Nhưng mà như đối với chúng ta, khi mà chúng ta quán tưởng bằng cái bài kệ pháp cú này, thì chúng ta cũng có thể suy xét rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, cái không bao lâu đó nó có thể là 1 năm, 2 năm, hay là vài năm nữa, thế nào cũng phải chết thôi. Không ai có thể sống mãi mãi mà không chết. Luôn luôn chúng ta phải nhớ biết đây cũng là một để định sự chết. Nói đến cái việc mà niệm chết á, gọi là Maranusti, niệm sự chết nó có nhiều cách để niệm. Chúng tôi quán tưởng bằng cái bài kệ này cũng được, bài kệ chưa đang có tay văn cây vô, không bao giờ lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng. Chúng ta niệm sự chết bằng cách này cũng được, hoặc là chúng ta quán tưởng cái sự chết như là Parichinnang đang rupang roganithang và phangurang phenchiti po ti sandeho baranan tăng hay chi người tăng. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, đống hôi thối đổ vỡ, chết chấm dứt bằng sống. Chúng ta niệm sẽ chết bằng cách đó cũng được. Và chúng ta quán niệm sự chết theo cái cách mà Đức Phật đã dạy trong cái bài kệ ở Tương Ưng, Ngài dạy cho vua Pasenadi trong trường hợp tổ mẫu của vua vừa chết, vua đau lòng đi đến Đức Phật. Đức Phật Ngài thuyết lên bài kệ Sappe Satta Marissanti Maranan tăng chi vừa tăng dịch tha cam mang gửi mít sanh tí vân vân. Cả chúng sanh sẽ đều sẽ chết, vì mạng sống này có sự chết là kết thúc. Chúng sanh ra đi tùy theo cái nghiệp, tùy theo cái duyên nghiệp. Chúng sanh mà tạo cái nghiệp lành thì sanh về cõi trời, nếu mà tạo cái nghiệp ác thì phải sanh xuống cõi khổ, vân vân. Chúng ta quán tưởng cái đoạn đầu của bài kinh đó cũng là niệm sự chết. Hoặc là chúng ta niệm sự chết cái cách của Đức Phật Ngài đã dạy, khi mà Ngài hỏi các vị tỳ kheo: các ngươi có niệm sự chết không? Thì mỗi vị tỳ kheo trình bày để Đức Phật nghe về cái cách vị đó niệm sự chết. Nhưng cuối cùng thì Đức Phật hãy dạy cho các vị tỳ kheo này, các tỳ kheo: niệm sự chết
Một vị tỳ kheo niệm sự chết vào buổi tối trước khi ngủ, vì đó suy xét rằng sự chết đến với ta rất dễ, một ngọn gió độc cũng có thể làm ta chết, một viên thực thực ăn vào cũng có thể làm cho ta chết. Khi té ngã vì lý do đó ta có thể chết, hay là bị kẻ thù đâm chém ta cũng vì lý do đó mà chết. Khi sự chết đến dễ dàng như vậy, rất có thể trong đêm nay ta sẽ chết. Nếu ta chết trong cái tình trạng còn tham sân si thì như vậy sẽ bất lợi cho cái sự tái sanh. Do vậy ta hãy nỗ lực. Thế là vị đó nằm lại trong chánh niệm tỉnh giác và nỗ lực để đoạn trừ tham sân si. Cho đến sáng hôm sau, nếu mà vị đó thức giấc vẫn còn sống, thì bắt đầu khi mặt trời, khi mà bắt đầu bước qua một ngày mới, thì vị đó đều quan sát cái sự chết đến với ta rất là dễ, có nhiều nguyên nhân sẽ ra cái chết. Nếu trong ngày nay mà ta chết trong trạng thái tham sân si, như vậy là bất lợi cho ta. Khi suy nghĩ được như vậy thì vị tỳ kheo đó cố gắng nỗ lực tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để đoạn trừ tham sân si. Trong ngày hôm đó, đó là cách niệm sự chết. Thường thường đó thì khi mà chúng ta niệm sự chết, chúng ta nghe thoáng qua, hoặc là chúng ta học những cái bài kinh chúng ta niệm sự chết, nhưng mà chúng ta không có niệm một cách sâu sắc. Bởi vì nếu mà chỉ quán xét chết chết ta sẽ phải chết, cứ niệm như vậy đó, và chúng ta chưa có được một cái ý thức khẩn trương để đoạn trừ phiền não khi mà còn đang mà sống, thì như vậy nó cũng chưa phải là hiệu quả. Thì ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy về cái cách niệm sự chết như ở trong cái bài kinh mình khi nãy chúng tôi tóm lược. Thì ở đây là vì đó phải có cái sự cố gắng nỗ lực để đoạn trừ tham sân si phiền não. Khi mà chúng ta niệm với sự chết, chúng ta phải gắn liền với những cái thiện pháp tu tập, thì như vậy cái niệm sự chết đó nó mới có lợi ích đến cho chúng ta. Còn ở trong bài kinh này đó, trong bài kệ này, khi Đức Phật dạy tỳ kheo Bodhicattatissa niệm sự chết là lý ngay ở điểm là Nirathang Vakalingarang, như gỗ mục vô dụng. Khi mà cái thân xác này nằm dài xuống đất, nó bị vô thức, bị vứt bỏ như gỗ mục vô dụng, để thấy rằng là nên khi mà mình đang còn sống thì mình phải làm cho có lợi ích. Ở đây có bốn trường hợp mình cần phải tinh tấn nỗ lực tu tập. Mình Đức Phật Ngài đã dạy trong Tân Diệu Kinh bốn trường hợp cần phải có sự tinh tấn. Một là khi còn trẻ, chưa có già. Trong cái thời trẻ nên nỗ lực tu tập, bởi vì đến lúc già
thì không có còn sức lực để mà học pháp, để mà hành pháp nữa. Thứ hai là lúc còn khỏe mạnh, chưa có bệnh, bệnh yếu, thì lúc đó là phải nỗ lực tu tập. Bởi vì khi đã bệnh, nó khiến cho cảm thọ khổ khởi lên, mình bị sốt hay là bị nhức đầu, bị chóng mặt, rồi nằm đó. Lúc bây giờ khó mà kềm chế tâm để mà tu tập được. Cho nên cái lúc khỏe thì mình nên tranh thủ mà tu tập. Rồi lúc còn sống thì nên tranh thủ tu tập. Vì khi thức lìa bỏ thân xác này, nó trở thành cái xác vô thức. Người ta đem châu xứ đất quăng bỏ trong rừng Tha Ma Mộ Địa, hoặc là người ta để lên giàn quả, người ta đốt cháy, thì lúc bây giờ cái thân xác này nó không có lợi gì cho mình hết. Cho nên lúc sống thì phải cố gắng, phải nỗ lực. Mà thứ tư nữa là lúc mà còn có thể kiếm thức ăn được dễ dàng, thì lúc đó mình cần phải tu tập. Như đối với các vị xuất gia, các vị tỳ kheo, thì lúc nào mà còn đi khất thực được, người ta hộ độ, người ta để bát cúng dường, thì những cái ngày đó là phải nỗ lực tu tập, để có những lúc gặp cái nơi mà hạn hán, thiên tai, dân chúng đối nghèo, họ không có đủ một thực ăn, đừng nói chi là họ cũng dường hộ độ cho các vị tỳ kheo, đặt bát cho các vị tỳ kheo. Thì như vậy lúc đầu mà còn có thể kiếm vật thực dễ dàng, như Phật tử bên ngoài, những cái lúc mà kinh tế dễ dàng, có thể kiếm ra đồng tiền để mua sắm thức ăn, thì thời gian đó là chúng ta nên tranh thủ tu tập. Chứ để khi mà nghèo đói nó khởi lên, lúc bây giờ chúng ta bị thất nghiệp, không làm ra tiền để mà chúng ta sinh sống, thì lúc đó chúng ta có muốn làm phước hay có muốn tu tập cũng khó, thưa quý vị. Và cuối cùng là cái lúc mà loài người còn có cái sự hòa hợp, giáo pháp còn được thuyết giảng, tăng chúng còn được đoàn kết, thì trong thời gian đó, trong cái thời điểm đó là thời điểm mà cần phải nỗ lực tu tập. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta học một bài kệ, chúng ta cần phải hiểu rộng hơn, hiểu xa hơn, để chúng ta ứng dụng cái bài kệ đó ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thưa quý vị, quả thật đời sống của chúng sanh rất là ngắn ngủi, thân xác này rất là mỏng manh, có thể sống được lúc nào thì hay lúc đó, nhưng mà không ai có thể biết trước được cái sự bệnh tật sẽ xảy ra, hay là cái sự chết sẽ xảy ra như thế nào. Thì ngay trong hiện tại, chúng ta đã học pháp, đã hiểu pháp, và chúng ta biết được cái cách tu thiền định,
ngồi tĩnh tâm, chánh niệm với hơi thở ra hơi tư vào, hay là chánh niệm với những cái cảm thọ nó đang khởi lên, khổ hay lạc, ưu hay hỷ hay xả, chúng ta chánh niệm định giác thì đó là cái sự tu tập. Nhưng mà chúng ta luôn luôn chúng ta phải tu tập để chúng ta tỏ ngộ được tam tướng của pháp vô vi, vốn là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu mà chúng ta chỉ ngồi lại và chúng ta có thói quen ngồi lại yên lặng, nhưng mà yên lặng không biết làm cái gì, thỉnh thoảng thì chúng ta yên lặng để chúng ta tác ý, hơi thở ra hơi thở vào thôi. Nhưng mà chúng ta không nhận thức được bằng cái trí tuệ của mình rằng thân xác này là mỏng manh, là vô thường. Ngay từng hơi thở nó cũng có sự sanh và diệt. Hơi thở hiện khởi rồi nó biến mất. Chúng ta quán thấy cái sự vô thường. Khi mà sống tùy quán vô thường thì đoạn trừ được cái thường tưởng, tức là không còn cái sự thấy tưởng nắm mắt cho rằng các pháp hữu vi là thường còn. Tùy vào khổ của mình, khi chúng ta thấy cuộc sống này luôn luôn bị đe dọa, cuộc sống này luôn luôn bất an, cuộc sống này luôn luôn bất toại, những vị bao trùm trong cái sự khổ, và khi đó chúng ta cảm nhận được cái sự khổ bao vây cái thân này, khi chúng ta cảm nhận được điều đó thì chúng ta bỏ được cái lạc tưởng gọi là sukhasanya, chúng ta từ bỏ được cái lạc tưởng. Chúng ta không có nhìn đời qua cái lăng kính màu hồng, chúng ta không có nhìn đời giống như một con ngựa nó đi đường xa, người ta chỉ đem theo cỏ khô, nhưng người ta cho nó che ở phía trước mắt của nó là một miếng giấy một sợi gỗ lá, đang nhìn xuyên qua nó thấy cái túi đựng cỏ khô ở phía trước, trước miệng của nó đó là cỏ xanh, rồi cái nó ăn, thỉnh thoảng khi nó dừng lại cái nó ngoạm cỏ xanh đó ăn. Con người của chúng ta sống trong cái tư tưởng lạc quan, chúng ta thấy cuộc đời nó đẹp như vậy, an lạc như vậy. Nhưng mà chúng ta quán về sự khổ đó, thì chúng ta sẽ bỏ được cái lạc tưởng đó. Sống thực tại, khổ thì chúng ta biết là khổ, vân vân. Rồi quán về vô ngã, chúng ta bỏ đi cái ngã tưởng. Quán về bất tịnh thì bỏ đi cái tịnh tưởng. Tịnh tưởng thì như vậy chúng ta tu tập, chúng ta phải quán thấy như vậy để mới đem đến lợi ích cho chúng ta. Khi mà cái thân này còn tâm thức, tức là còn sống,
thì còn làm nhiều lợi ích, như là người cư sĩ bên ngoài khi mà còn khỏe mạnh, còn sống chưa chết, thì nhờ có cái thân sống này mới làm được các cái nghề nghiệp, mới có được cái đồng tiền để mà nuôi thân. Ngược là khi mà chúng ta còn sống với cái thân này, làm được những lợi ích khác, như là chúng ta tạo các cái công đức phước báo, chúng ta tạo được những cái công hạnh, tạo phước vật, tạo phước đức, tạo phước trí, thì đó là cái điều lợi ích cho chúng ta. Nhưng mà khi mà cái thân này chết rồi đó, tâm thức lìa bỏ, thì lúc bây giờ nó trở thành vô ích. Cái thân này vô ích, nó không có lợi ích gì cho mình, mà không có lợi ích cho người khác, với cái thay vô thức này. Như từ một bông hoa, nhiều trạng hoa được làm, cũng vậy nhờ cái thân sanh tử mà làm được nhiều thiện sự, nên làm nhiều thiện sự. Nếu hàng ngày mà chúng ta quán tưởng hoài hoài như vậy, chia răng có tài gian ta vô bắt tôi quyền là thế xế sẽ tí chưa thù ở bề ta quyền nhà nô nơi ra thăng qua cơn gà răng. Ngày nào chúng ta cũng quán tưởng như vậy đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều cái sự lợi lạc. Nhưng mà chúng ta đọc tụng thành cái thói quen, thì cái điều đó nó cũng không phải là tốt, nó không phải đem đến cái lợi thiết thực cho chúng ta. Bởi vì có những vị họ cũng thuộc lòng vậy chứ, nhưng vì mỗi ngày họ không chịu nghiền ngẫm, không chịu suy tư, không chịu an trú, nghĩa là có dịp thì cứ lên tụng mà chia răng có tài văn ca vô mà tụng cái câu đó, thì lại không hiểu ý nghĩa gì. Thành ra tụng là tụng như vậy, tụng để cho người khác nghe, nhưng mà bản thân không có lợi ích gì hết. Vì cho nên khi mà chúng ta tụng đọc cái câu chia răng quá tài văn ca vô, là chúng ta phải hiểu từng lời lẽ ở trong đó, từng ý nghĩa đó, để chúng ta quán thấy cái thân này thật là đáng nhàm chán. Nhưng mà lợi dụng cái thân này khi còn đang sống, ta sẽ nỗ lực tu tập để đem lại lợi ích nhiều. Thực ra trong cuộc sống của chúng ta đó, không phải là nếu cứ bình bềm như vậy, mà cái cuộc sống này đó, nếu không làm thiện thì là làm ác, mà làm thiện là có lợi ích đời này, lợi ích tương lai, và nếu làm ác thì khổ đời này và khổ tương lai. Wow. Có cái thân này, có những người họ biết làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người khác, còn có những người sống ở đời họ không làm lợi ích cho mình, không làm lợi ích cho người khác cũng có, chứ không phải luôn luôn lúc nào cái thân này khi tâm thức còn còn sống, còn đi đứng nằm ngồi nói năng suy nghĩ là đều có cái lợi ích. Có những người họ làm cái điều lợi ích, người đó được gọi là người sống trước khi chết. Chúng ta nghe câu chúng ta tưởng là cái câu người ta nói về, nhưng không phải,
Cái câu đó hàm ý nói rằng là khi mà trước khi chết ấy, người này sống làm nhiều lợi ích cho người, cho mình, thì như vậy mới là còn sống trước khi chết. Rồi lại nữa, ở đây thưa quý vị, trong bài kệ Pháp Cú của chúng ta học vừa qua đó, Đức Ngài cũng dạy cái câu Appamatta Namijanti Yepamatta Yathamatta. Người không dễ vui là không chết, người dễ vui như chết rồi. Khi mà mình có cái sự chuyên cần, nỗ lực làm lợi cho mình, cho người khác, đó gọi là người không dễ vui. Và cái người không dễ vui như vậy nè là họ không chết, là bởi vì cái chữ không chết ở đây tức là nó có hai nghĩa. Một là thầm chức để gia, người ta chết để tiến, sẽ được người khác nhắc, nhắc hoài, nhắc hoài. Cho nên cái thanh danh của họ sẽ được nhắc hoài, không có chết. Và trong cái nghĩa thứ hai nữa, theo chú giải đó, thì cái người sống mình biết làm thiện, không dễ vui đó, thì người đó sẽ đạt đến cái trạng thái niết bàn, là trạng thái bất tử. Trong ý nghĩa này chúng ta phải hiểu là cái người không dễ vui là cái người không chết, tức là bất tử, đạt đến sự bất tử. Còn cái người dễ vui như chết, chết rồi là tại vì mặc dù hiện tại cái thân của họ kiến thức vẫn còn, nhưng mà cái sự sống của họ đó nó không có làm lễ cho bản thân của họ, mà cũng không làm lễ cho thân bằng quý thuộc, cho cha mẹ, hay làm lễ cho chúng sinh khác, thì như vậy cái cuộc sống của họ thấy sống nhưng mà như đã chết rồi. Còn trong cái nghĩa thứ hai nữa là cái người dễ vui đó, cái người đó họ phải bị chết lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, tức là cái sự sanh tử luân hồi. Ở đây có ba trường hợp mà chúng ta phải chú ý. Khi mà chúng tôi quán niệm cái thân này không bao lâu sẽ nằm dài trên đất vì vứt bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng, thấy như vậy, biết như vậy, điều thứ nhất là chúng ta phải tranh thủ khi đang còn sống là phải làm nhiều cái thiện sự. Thứ hai là biết như vậy, thấy như vậy, thì khi đang còn sống phải làm được nhiều cái điều lợi ích cho mình, cho người khác. Và cái điều thứ ba là khi mà chúng ta thấy biết như vậy thì ngay trong hiện tại, lúc còn đang còn sống, thì phải tranh thủ lợi dụng cái thân này để mà đoạn trừ tham sân si. Bởi vì nếu để tham sân si chi phối hoành hành mà mình chưa có đoạn trừ đó, ở trong ý kiến của Tất Cả, Đức Phật đã dạy rằng: này các tỳ kheo, với ai tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận, người đó là người còn bị nằm, còn bị ác ma nó bắt giữ, còn bị kẹt vào trong lưới sập, bẫy lưới của ác ma, và làm theo ý muốn,
muốn về ác ma. Lại nữa, người nào tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận, người đó gọi là người chưa vượt khỏi đại dương, chưa vượt qua biển cả, có đầy sự nguy hiểm, sóng nổi xuống ngầm, la sát, nước xoáy. Còn ngược lại, cái người mà tham đoạn trừ, sân đoạn trừ, si đoạn trừ rồi là vị A-la-hán, thì vị đó là vị đã thoát khỏi cái lưới rỉ của ác ma, không bị ác ma bắt giữ và không có làm theo ý muốn của ác ma. Và vị đó được gọi là vị đã vượt qua biển cả với năm cái điều nguy hiểm, và vị đó đứng ở bên kia và đứng trên bờ an toàn, là chỉ cho vị A-la-hán đưa đến đã đạt được cái sự giải thoát. Bằng nhiều cái ý nghĩa đó, chúng tôi muốn trình bày để người Phật tử chúng ta hiểu, mà chúng tôi thấy được cái lợi lạc khi mà chúng ta quán niệm cái câu Phật cô và Đức Phật dạy cho tỳ kheo Vô Tỳ Cách Tất Tích Xá. Dẫu rằng khi mà chúng ta quán niệm cái câu Phật ngôn này, chia răng có tài văn ca vô, chúng ta không có chứng liền quả vị A-la-hán như là Tỳ Kheo Tích Xá, nhưng ít ra đó nó cũng giúp cho chúng ta có được một cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng gì? Nhờ chúng ta có sự quán xét cái thân này không bao lâu sẽ nằm dài trên đất, bị phất bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng, cho nên chúng ta có được sáu cái khuynh hướng, là khuynh hướng vô tham, chúng ta có khuynh hướng vô sân, có khuynh hướng vô si, có cái khuynh hướng xuất gia, cái khuynh hướng viễn ly và khuynh hướng xuất ly, tức là đạt đến nếp bàn, cái khuynh hướng đạt đến nếp bàn. Như vậy cũng có lợi ích cho chúng ta nhiều, thưa quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi cũng mong rằng làm sao cứ nghĩ một ngày chúng ta học một bài kinh tương ưng, hay là chúng ta học một câu kinh Pháp Cú, hoặc là chúng ta học một đoạn pháp nào đó, chúng tôi đều có cái sự lợi lạc khi mà chúng ta thâm nhập, chúng ta hiểu được, để chúng ta đừng có bỏ đi cái thời gian quý báu, đừng có hoang phí cái cuộc sống này, đừng có làm cho cái thân này nó trở thành vô ích. Khi chết đi rồi, thức lìa bỏ thân xác này rồi, thì cái thây này nó vô dụng, thì đương nhiên nó không làm được lợi ích là đương nhiên. Nhưng mà khi chúng ta đang còn sống, đừng để cho cái thân này, cái sự sống này nó trở thành vô dụng như rác thân. Chúng ta cần phải làm nhiều điều bổ ích cho mình và cho người khác. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Với cái bài giảng hôm nay thì bây giờ đến cái thời gian thì tăng sẽ thảo luận.
Giờ này xin cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng hoan hỷ điều họp cho bài học ngày hôm nay Nam Mô Bổn Thầy. Sao tôi kính trình Hòa Thượng Tổ Sư. Bất Hòa Thượng Tổ Sư xin hỏi Hòa Thượng hai câu sau sau đó tình Hòa Thượng đề nghị. Quý Phật tử có thể cảm nhận một điều rằng Đạo Phật thường Đức Phật thường dạy chúng ta nhìn vào những sự thật, và có những sự thật thì không đẹp, có những sự thật thì đôi khi chúng ta nhìn nó tiêu cực. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn vào sự vô thường, nhìn vào cái sự vô giá trị của một cái xác mà không có, không có tâm thức, thì thân xác không tâm thức thì thật sự chẳng những nó không giá trị gì mà nó còn đáng nhàm, nó đáng gớm nữa. Thì có người sẽ đặt câu hỏi rằng mình nhìn như vậy được cái lợi gì, mình nhìn như vậy ngoài cái tâm chán nản thì nó có mang lại cái giá trị gì trong cuộc sống hay không. Bởi vì nhiều người cũng chấp nhận như vậy, nhiều người cũng đồng ý là mình chết đi rồi cái thân mình nằm trong quan tài chẳng nghĩa gì hết, nhưng mà họ nói bây giờ tốt nhất là mình đừng nhìn, càng nhìn nó càng buồn thêm chút là gì hết. Thì bên khoa thứ qua thứ quá thì giải thích rằng khi mà mình nghĩ đến điều đó, mình nhìn thẳng vào đó, mình đối diện với sự thật đó, thì nó được lợi lạc gì cho đời sống tinh thần của chúng ta, chính tính và tự quan hỷ trợ. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nó có hai trường hợp đối với hai hạng người. Một người sống tích cực và một người sống tiêu cực. Thì đối với người sống tiêu cực, cái tư tưởng tiêu cực, ý nghĩ tiêu cực, thì người này họ nhìn hay họ suy ngẫm cái câu Phật ngôn này thì càng làm cho họ bị suy sụp tinh thần. Bởi vì họ vốn đã tiêu cực, cho nên họ sẽ không thấy được cái điều lợi ích khi mà quán xét cái điều Đức Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy. Nhưng với một người có khuynh hướng tích cực thì khi mà họ quán xét câu Phật ngôn này, nó sẽ là một cái động cơ thúc đẩy họ khẩn trương để làm những cái điều lợi ích khi còn đang còn sống. Và cái điều lợi ích đó như chúng tôi đã nói khi nãy, bây giờ trước mắt á, khi con người không có nhận thức được cái sự ngắn ngủi của cái kiếp sống này, rồi cũng sẽ phải nằm dài trên đất với cái thân xác vô thức bị vứt bỏ như gọi một vô dụng. Người không ý thức được như vậy đó, thì họ sống bằng tham, bằng sân, bằng si. Và chính do tham sân si chi phối đó, này cái thì theo ai bị tham chi phối, sân chi phối, si chi phối, người đó có thể tạo thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Và khi mà họ tạo thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, nó trở thành cái nghiệp bất thiện. Và người này nếu có mệnh chung thì họ sẽ phải bị sanh vào cảnh giới khổ đau. Nói sơ sơ chúng ta thấy là khi một người mà có cái sự nhận thức được cái thân này nó sẽ tạm bợ, do đó người này sẽ dứt bỏ được tham sân si, hay là hạn chế tham sân si. Mà khi hạn chế được tham sân si thì người này tránh được những cái ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý,
thì dầu có mệnh trung cũng được. Sinh viện an lạc tránh khỏi sự khổ đau. Ở đây đó, Đức Phật Ngài cũng có dạy rằng là vô thất ca về đó sa nhà vô hòa trà giá vô rệ chê tạ xa hắn sẽ về tác xá xuất khai và vô thị dân chi vô ba đô bác cờ rô tiếp quy nhân. Ai sống chế ngự thân, chế ngự lời và ý, người ấy dù có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi đang còn sống đã làm được phước đức. Quả thật vậy, khi mà mình quan sát biết được cái thân này nó là tạm bợ, sẽ phải chết đi, mặc dù chúng ta quan sát như vậy đó, thì cái đó là cái điều không vui vẻ chút nào, nhưng mà nó sẽ có lợi ích là chúng ta sẽ không có đua đòi theo cái danh và cái lợi để tự làm khổ bản thân nữa, mà chúng ta sẽ chế ngự được thân khẩu ý để rồi chúng ta có chết đi chúng ta cũng được hưởng an lạc, vì khi đang còn sống mình tạo được nhiều phước báo. Cho nên cái điều lợi ích hay không lợi ích á, cái cuộc sống mình có lợi ích hay không lợi ích khi mà chúng ta quán chiếu được cái bản chất thật không vui đó, thì cái đó nó có lợi ích hay không lợi ích là do tùy theo mỗi người có cái sự nhận xét. Một người có cái tư tưởng tiêu cực thì người đó họ càng nhìn cái bản chất của cuộc sống thì họ đâm ra bi quan yếm thế. Họ thụ động tiêu cực. Còn đối với người sống tích cực thì càng nhìn cái bản chất thật của cuộc sống thì họ càng cố gắng nỗ lực và họ tìm cái hướng đi nó sáng. Tìm hướng đi sáng như chúng tôi đã nói là khi mà sống quán xét cái bản chất thật không vui này thì chúng ta sẽ có được sáu cái khuynh hướng cao thượng. Như khi nãy chúng tôi đã trình bày là khuynh hướng vô tham, vô sân, vô si, khuynh hướng xuất gia, khuynh hướng viễn ly, khuynh hướng xuất ly. Thì cái đó là cái lợi ích cho chúng ta. Cho nên ở đây đó, không có bắt buộc ai cũng phải quán xét được đó. Nhưng nếu chúng ta, trong chúng ta, những ai là người có trí thì chúng ta nên từ cái bài học này mà chúng ta quán xét mỗi ngày, chúng ta sẽ thấy có lợi ích cho chúng ta hơn. Mà theo bản thân chúng tôi đó, thưa quý vị, thì chúng tôi thấy có lợi ích nhiều lắm. Thí dụ như lúc nào mình mà có cái chuyện gì bất toại nguyện, buồn phiền trong cuộc sống, hay là nhiều người họ làm khổ mình, vân vân, lúc bây giờ mình cứ quán xét
Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất bị vứt bỏ, vô thức như gỗ mục vô dụng. Chúng ta quan sát như vậy tự nhiên chúng ta thấy, ồ, cái chuyện cái thối đời nó khen chê hay là sống tranh giành quyền lợi hoặc là làm hại lẫn nhau, cái điều đó nó chẳng có nghĩa lý gì. Tức là mình bỏ được, mình tránh xa họ được. Là tại sao mình bỏ được? Là tại vì mình đã thấy được cái bản chất thật của cái thân này rồi. Cái đó nó có lợi ích cho quý vị. Cái lợi ích ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình quán xét cái này đó là được cái lợi ích, ai cho mình cái gì. Khi mà quý vị quán xét được cái câu này, Đức Phật này không thưởng cho chúng ta cái gì hết. Thân chúng không có thưởng chúng ta cái gì hết. Không có ai cho tiền chúng ta, thưởng tiền cho chúng ta hay là cho bánh kẹo gì hết. Nhưng mà cái lợi ích ở đây có nghĩa là cái tâm của mình nó sẽ được thảnh thơi, sẽ được an nhiên tự tại, mình không có bị dính cái danh cái lợi của cuộc sống. Đó là cái hạnh phúc nhất, thưa quý vị. Hãy thấy được cái lợi ích chỗ đó. Bây giờ thì xin kính thỉnh Hòa Thượng trở lại điều họp Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình Hòa Thượng Tổ Sư. Bất Hòa Thượng Tổ Sư, có những lúc mà trong cuộc tu của chúng ta, mình nhìn vấn đề nó có vẻ như phiến diện, nhưng mà nếu mình xét kỹ thì dường như nó ảnh hưởng toàn bộ đến đời sống của chúng ta. Ví dụ như là cuộc sống của chúng ta có nhiều mặt, nhưng mà nếu một người mà nhìn cái thân của mình, cái thân mà chúng ta trau chuốt, chúng ta thương yêu, một ngày nào đó nó trở thành một khúc gỗ vô dụng đó, thì theo Hòa Thượng nghĩ là cái nhìn về cái thân xác vô dụng như một khúc gỗ khi mà mình chết rồi đó, nó có ảnh hưởng gì đến cái nhân sinh quan của chúng ta hiện tại không? Và khi chúng ta nhìn như vậy có ảnh hưởng gì đến cái chấp ngã của chúng ta đối với bản thân không? Xin thỉnh Hòa Thượng Hoan Hỷ trở lại trả lời câu này, rồi thỉnh Hòa Thượng đề nghị. Thưa quý vị, thực ra thì nói đến cái thái độ tu tập mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, người thuyết pháp là thuyết pháp cho người có trí chứ không phải là người có vô trí. Ngài thuyết cái pháp đó là thuyết pháp cho người có cái sự nhiệt tâm, chứ không phải là cái người không có nhiệt tâm. Cũng được. Nếu mà nói về nhân sinh quan thì có nhiều người họ cho rằng nếu mà thực hành theo đúng theo lời Đức Phật như vậy thì như vậy con người sẽ chán nản, không có làm được công việc gì, không có tạo dựng nghề nghiệp, không có chịu học tập, không có chịu phát triển cái đời sống xã hội cho nó thăng hoa, đi đến cái chỗ văn minh khoa học hiện đại, con người nó sẽ trở nó tụt lại phía sau, nó trở thành lạc hậu vân vân. Họ hay gắn ghép những cái đó đó. Nhưng mà thực tế thưa quý vị, trong cuộc đời này có nhiều hạng người chúng sanh khác khác nhau, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là tất cả chúng sanh sati sata merisanti, tất cả chúng sanh đều sẽ chết. Cái điều đó không thể nào mà chối bỏ được, không thể nào chối bỏ được. Không biết bao nhiêu người họ ăn nên làm ra,
họ lăn lộn chạy theo cái tiền tài vật chất, họ làm nên cái sự nghiệp nhà cao cửa rộng, rồi cuối cùng để họ được cái gì chúng tôi phải thấy trước. Chúng tôi có quen biết rất nhiều người, cuộc sống của họ lúc ban đầu họ được thời họ làm ăn khá lắm thưa quý vị, nhưng mà rồi ở trong gia đình họ tật bệnh chi phối, chính bản thân của họ cũng bị tật bệnh chi phối, rồi bây giờ nằm đó để chờ chết. Thì trong khi đó ngoảnh đi nhìn lại thì bản thân của họ chưa có an trú được, chưa có làm được một công đức phước báo nào, cái thiện pháp nào để làm tương lương cho ngày sau. Thật là đáng buồn. Người Phật tử chúng ta phải khôn ngoan hơn một chút. Chúng ta đừng nghĩ rằng là ở sống trong cái cuộc sống này mình phải góp phần để làm cho cái xã hội nó được thăng hoa một chút. Nhưng mà rồi chúng ta bỏ quên đi cái lợi ích cho bản thân mình. Mai mốt chúng ta cũng sẽ học một câu pháp cú mà Đức Phật này dạy. Chúng ta đừng vì nhiều lợi ích cho người khác mà bỏ quên phần tư lợi. Tư lợi lợi cho thân ở trong tương lai. Mà nói cho cùng đó, thì nếu so sánh giữa hai người, một người sống tích cực trong thiện pháp và từ bỏ tham sân si, người đó vẫn làm lợi ích cho người, cho xã hội này nhiều hơn là cái người mà họ cho rằng họ tích cực nhưng mà họ làm giàu, nhà cao cửa rộng, tài sản họ thu về cho bản thân họ thôi chứ họ đâu có làm lễ cho người khác đâu. Nhờ trong khi đó thì họ nuôi dưỡng tham sân si, chính cái tham sân si của họ đó nó làm cho cái xã hội này khổ càng thêm khổ, rối càng thêm rối. Chúng ta thấy rõ không? Nhưng mà cái nhận xét này là chúng ta nhận, người trí hãy nhận xét thực tế là như vậy. Còn đối với người mà không có trí tuệ đó thưa quý vị, hay là người có sự cố chấp đó, thì chúng ta bàn với họ cũng vậy thôi. Mà khi mình họ đã không thích thì bây giờ nói như thế nào thì họ cũng giữ cái lập trường của họ là khi mà sống tu tập theo lời của Đức Phật dạy như vậy nó sẽ làm cho cái xã hội trở nên lạc hậu, chậm tiến. Nhưng mà bây giờ người Phật tử chúng ta nhìn, chúng ta thấy cái xã hội này, cái mà người ta gọi là càng ngày càng tiến bộ văn minh, họ văn minh nhiều chừng nào, tiến bộ nhiều chừng nào thì họ sẽ tạo ra những loại vũ khí tối tân nhiều chừng đó, rồi bắt đầu chiến tranh thế giới thứ ba thứ tư nó xảy ra. Rồi chúng ta thấy vậy là cái xã hội có sung sướng không, cái thế giới loài người có yên ổn không, chúng ta hãy suy nghĩ chỗ đó. Cho nên riêng về bản thân chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là kể bây giờ ai nói sao cũng được. Và bản thân mình cố gắng để vượt thoát khỏi cái cuộc đời ưu trượt này càng sớm càng tốt. Không phải là mình vượt khỏi là mình sanh về cõi trời hay cõi phạm thiên
là yên ổn đâu. Chúng ta phải vượt thoát bằng thức để chúng ta làm sao để chứng được nó quả vị giải thoát, quả vị a la hán. Thì cho nên cái gì nó cũng tốt, Đức Phật ngài dạy không có sai đâu thưa quý vị. Chúng ta nhìn vào cái sự phù ảo của sắc thân đó, thì cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ càng tiến bộ. Quý vị cứ nhớ vậy, cứ làm đúng theo lời Đức Phật dạy đi. Bằng chứng chúng ta thấy nè, với cái thân xác bệnh hoạn tàn phế sắp bỏ đi rồi, vậy mà còn cái sự sống nhen nhớ, mà chỉ cần nghe cái lời của Đức Phật dạy thôi, tùy theo Bodhisattva, Bodhigotta thế sáng, nghiệm được chân lý và đắc quả a la hán khi mà từ bỏ cái xác thân hôi thối này, vì nó viên tịnh niết bàn, vĩnh viễn không còn cái sự khổ đau. Tôi thấy cái điều lợi ích chứ. Chứ lúc đó mà lúc mình bệnh hoạn mà chúng ta nằm đó chúng ta ngáp, chúng ta sắp chết mà chúng ta còn nghĩ đến làm sao để khiến cho cái xã hội nó văn minh, nó tiến bộ, thì cái đó là chúng ta quá vọng tưởng, ảo tưởng, không lợi ích gì hết. Thì chúng ta xin được chia sẻ với quý vị qua những cái câu hỏi mà Thượng Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu, hy vọng sẽ đem lại lợi ích cho quý vị. Nam mô Bụt Thầy, xin thỉnh Hòa Thượng trở lại. Sa thủ kính thưa Hòa Thượng, tôi xin được hỏi nhiều. Bây giờ thì sư huynh đề nghị Phật có lại thì sư đệ và chư tăng sẽ cùng cảnh. Quý Phật tử có nghĩ cho chúng tôi biết không? Quý vị có thấy chư tăng vị nào trong lớp học không? Hôm nay quý vị tiếp của chúng tôi không biết tại sao không có vào rung được, chứ phải sử dụng những dụng pháp luôn. Dạ. Có những có lẽ giờ này không có vị giảng sư nào khác trong rung thì chúng tôi sẽ được tiếp lời của Hòa Thượng Tuệ Sư. Thưa quý vị, có ba điểm mà chúng ta nên chiêm nghiệm trong bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là cái khả năng quán chiếu, thấy và lãnh hội về sự phù du, sự giả hợp, sự vô thường của cuộc sống đó. Thì thứ vị, có lẽ đối với phần đông chúng ta rõ nét nhất ấy, là cái thân hơn là cái tâm của mình. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng ai cũng nhận, đa số ai cũng nhận là tâm thân của mình đó, nó không có bền vững mãi mãi. Một ngày nào đó mình sẽ chết đi. Nhưng mà người ta cứ mơ về một linh hồn trường cửu bất biến. Mình không sống nơi này cũng sống nơi khác. Không tồn tại ở nơi này cũng tồn tại ở nơi khác. Và điều đó làm cho chúng ta an ủi. Nhưng mà rồi nếu chúng ta đọc kỹ lời Đức Phật dạy đó, thì có một điểm là Đức Phật dạy chúng ta nên tập đối diện với sự thật, dù rằng đó là sự thật phũ phàng. Tập nhìn thẳng vào sự thật, dù đó là sự thật khó tiêu hóa, khó nuốt. Nhưng một khi mà chúng ta đã có can đảm nhìn rồi, thì chúng ta sẽ nhận ra cái lợi lạc của khả năng dám đối diện với sự thật. Chúng tôi đã có được dịp để đứng trước những di thể, tức là những xác chết của rất nhiều người
Bởi vì trong đời sống ở chùa đó thì đi tụng kinh đám tang, có khi là một vị bác sĩ ở tuổi còn rất trẻ, rất thành công, lương rất cao, có rất nhiều thứ, nhưng mà khi nằm xuống thì cái xác nó vô nghĩa. Có khi là một vị tướng lãnh từng một thời hét ra lửa, làm tư lệnh cả một cái vùng chiến thuật, bây giờ cái xác nằm đó cũng vô nghĩa. Có những người một thời đã từng là hoa hậu, nổi tiếng là đẹp, và trong đời bỏ bao nhiêu tiền bạc để săn sóc cho sắc đẹp, rồi nằm đó ở trong quan tài một cách vô nghĩa. Không phải là một là hai, mà là nhiều, rất nhiều cuộc đời như vậy. Thì cái bài học đầu tiên cho chúng ta thấy đó là với một con người sống như chúng ta thì cái khả năng mà đánh động tâm thức từ những cái hiện tượng vật chất nó dễ thấy, dễ biết hơn là cái tâm của mình. Đôi lúc chúng ta nói cái tâm mình vô thường, chứ thật sự là chúng ta không có rõ ràng. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi có quen với một Phật tử ở chùa. Vài tuần lễ trước, từng làm thư ký cho chùa, ngồi đó với nụ cười rất là thân thiện. 3-4 tuần lễ sau ra đi, thân xác nằm trong quan tài như một giấc ngủ. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể tưởng tượng hai hình ảnh của một con người, đời sống nó là như vậy đó. Và chính cái vật chất, chính cái thân xác nó khiến chúng ta dễ nắm bắt. Và rồi bài học thứ hai mà chúng ta học được về cuộc sống đó, đó là những cái đau khổ, những cái hận thù, những cái phiền não hệ lụy mà chúng ta có đó, thường thường nó dựa trên một cái ảo giác là việc đó nó mãi mãi, tình yêu là vĩnh cửu, hận thù là mãi mãi, cái hơn thua nó có giá trị vĩnh hằng. Nhưng mà thực tế nó không phải vậy. Không có cái gì ở trong cuộc đời này nó mãi mãi như chúng ta nghĩ đâu. Năm dài tháng rộng nó tan biến theo thời gian. Không có gì mà chúng ta nghĩ mãi mãi đâu. Cứ nghĩ đến những người mà mình thù hận nhiều nhất, mình ghét bỏ nhiều nhất, mình cảm thấy nổi điên lên khi mình nghĩ đến. Nhưng mà rồi khi mình chết đi, nằm đó, thân xác đó, thì những hận thù đó nó có ý nghĩa gì không? Những cái quan kết đó nó có ý nghĩa gì không? Nó chẳng ý nghĩa gì hết. Mấy hôm nay ở chùa chúng tôi có đem về hai con chó. Bởi vì lúc trước chùa có hai con chó, nhưng một con đã chết vì bị đụng xe. Lần chó hiện tại, lần chó Meta đấy, thì nó lại lớn tuổi rồi. Tính theo tuổi con chó thì nó cũng là lão niên rồi. Thành trong chùa cần thêm chó, thành ra chúng tôi xin về hai con chó mới. Hai con chó mới thì cũng dễ thương. Nhưng mà chúng tôi gặp cái khó, đó là con chó cũ nó không chịu hai con chó mới. Hãy chúng tôi vừa quay lưng đi không để ý là nó nhào tới, nó tắp hai con chó mới liền. Tại hai con chó mới rất sợ. Và hầu như là chúng tôi phải canh. Nếu gì tưởng tượng là chúng tôi đi phải cầm một cái cây roi, không phải để đánh chó mà để con chó kia thấy chúng tôi cầm cái roi nó sợ, thì hai con chó nhỏ nó đi, hai con chó mới đi theo chúng tôi lẩm đẩm rồi đó.
Và chúng tôi có thể cảm nhận được là con chó Metta, con chó hiện tại đó, nó đang ganh tị với hai con chó mới. Nó không bằng lòng có hai con chó mới đến định cư trong cái lãnh địa của con chó. Cái tâm ganh tị là tâm bình thường của chúng sanh, của tất cả chúng ta. Nhưng mà có dịp nhìn là nhìn rất sâu, nhìn rất lẳng lặng thì chúng ta mới thấy một điều là vô nghĩa. Con chó nó nghĩ rằng cái khuôn viên đất chùa là đất của nó, và những con chó khác vào thì nó không, mà nó tìm cách nó cắn con chó. Và cái thái độ của nó đó thì nó làm cho chúng tôi phải chăm sóc hai con chó nhỏ nhiều hơn. Giả sử như mà nó không có cái thái độ hung hăng mà muốn cắn hai con chó đó, thì có lẽ chúng tôi cũng ít có bận tâm tới hai con chó được lắm. Bây giờ thứ bảy buổi sáng ấy, chúng tôi dẫn hai con chó này đi một vòng chùa, thì hai con chó nó nhỏ nhưng mà nó đi theo vậy. Và chúng tôi biết rằng con chó Metta rất là khó chịu, rất khó chịu khi nhìn thấy hai con chó con mà quấn quýt chung quanh chúng tôi. Và chúng tôi cũng thương, thương cả ba con chó luôn. Nhưng mà đó là bản chất tự nhiên. Chúng ta sống như con, cái tâm trạng con chó Metta là ghen ghét, đố kỵ. Chúng ta sợ người ta lấy mất cái khung trời của mình, sợ người ta mất đây lấy mất đi lãnh địa của mình, sợ người ta chia sẻ đi cái tình thương của mình. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì thật ra nó không phải vậy. Cái khuôn viên chùa nó chẳng thuộc về ai cả. Nó không thuộc về con chó Metta, nó cũng không thuộc về con chó mới, nó không thuộc về Phật tử, và ngay cả chúng tôi trụ trì nó cũng thuộc về chúng tôi nữa. Có thể một ngày, hai ngày, năm năm, bảy năm nữa chúng tôi mất đi, hay chúng tôi bị diệt nó ra đi, thì có chùa vật ở đời tay lại trao tay trao cho người khác, mình không biết được. Trong trời đất nơi nào không quán rõ, tâm vô danh lai xứ ấy vô danh. Chúng ta đến với cuộc đời này để làm gì? Để tranh danh đoạt lợi, để giành giật. Và cuối cùng khi mà chúng ta nằm xuống, cái thân của mình nó vứt bỏ đó, thì đó chỉ là những cái vật khác. Chúng ta nghĩ rằng mình làm chủ của thế giới này, chúng ta muốn đầu tư nhiều vào crypto money, chúng ta mới đầu tiền vào stock, chúng ta mua bao nhiêu bất động sản, nghĩ là mình làm chủ. Và đôi khi chúng ta muốn làm chủ con cái, làm chủ người thân của mình, tất cả làm chủ đi. Thật ra chúng ta không làm chủ gì hết, không làm chủ gì hết. Về điều này chúng tôi nhớ có hai bài thơ rất là thú vị. Một bài thơ của Trừ Tâm Ảnh đó rằng: chúng ta từ đâu đến trái đất này, chợt lạc lõng như loài trùng hoang thiếu cánh. Mười mốt tiêu kiếm ăn niềm vinh nổi nhục, thủ đắc một đời bong bóng vỡ ngàn. Và năm rồi, chúng tôi xin lỗi vì năm nay đó, có một vị Tam Tạng Pháp Sư, tức là người học thuộc lòng Tam Tạng thứ 12 của Miến Điện, Ngài mất đi, và mất cũng còn sớm, khoảng 50 mấy tuổi. Và Sư Tòa Khanh có làm câu thơ rất là dễ thương để tiễn Ngài, như một bài điếu văn của một người ở rất xa nhưng mà rất là mến mộ. Bài đó nói như vậy là: trí như hải nay đã về đại hải, thân khối xương giờ đã hóa làng xứ. Cõi sinh tử xin đến đi tự tại, bởi tâm này còn đó chí kim cương. Khi mà chúng ta nói trí như hải nay đã về đại hải thì mình nghe cái gì rất quý nghĩa, nhưng mà thân khối xương giờ đã hóa làng xương thì đúng là cuộc sống vô thường đó. Chúng ta sống như vậy đó, chúng ta sống cào cấu thương yêu ghét hận trăm muôn ngàn thứ, bao nhiêu cái lý sự, bao nhiêu những cái quan trách cuộc đời, dành việc để làm gì? Rồi chúng ta rời bỏ cuộc này không có gì hết, nó là vậy, rất vô nghĩa. Mỗi lần chúng ta đi tụng kinh, đứng trước cái xác chết, nằm ở xác chết, thậm chí là người ta còn cố gắng là đập
đắp những cái lá linh phù, những cái chiếc áo quan âm rồi có những cái khâm liệm, người ta tẩn cái này liệm cái kia. Nhưng mà chúng ta làm cho có làm thôi. Khi mà đưa vào trong lò hỏa táng, tất cả mọi thứ tiêu hết. Chúng ta sống và sống như một trò cười của tạo hóa. Quý vị tưởng tượng coi, cái người nằm trong quan tài mình bỏ một cái gì đi nữa, từ những cái sâu chuỗi, từ những vật quý, từ những cái tấm vải, từ bộ quần áo đẹp, và kể những đó hoa mà chúng ta tiễn người đó, bấm nút một cái là nó tan theo, đúng là mấy khói. Chúng ta phải trưởng thành. Đôi lúc chúng ta phải đứng dậy và tập cái nhìn của người lớn, dám nhìn, dám đối diện với sự thật. Sự thật là thế nào? Sự thật là như vậy đó. Sự thật là như vậy. Đừng có nói cái chuyện mà mình chết đi, cái chuyện mình đang sống trong hiện tại đây. Cứ nhớ lại cách đây 5 năm, 10 năm, những cái ân oán tình thù, chuyện này, chuyện kia, va chạm. Chuyện hồi nhỏ mình đi học đánh lộn với bạn này nọ, bây giờ sao? Bây giờ chẳng có ý nghĩa gì hết. Ngay giờ phút đó khi mà chúng ta còn đi học, hơn thua đánh lộn bạn bè, mình nghĩ nó lớn chuyện. Bây giờ thật ra nó có gì đâu, nó không có nghĩa gì hết với thời gian. Người Tây Tạng họ vẽ thời gian là một con quỷ vô thường. Con quỷ rất là dễ sợ. Nó cuốn đi tất cả, nó xóa đi tất cả. Chúng ta không có làm gì được với thời gian đâu. Chăn trâu với gậy lùa trâu, tính sương buổi sớm, lùa trâu ra đồng. Tuổi già, cái chết dường bóng, đưa con người đến tử vong. Chẳng được. Đức Phật dạy rằng buổi sáng thì người chăn bò, chăn trâu, lùa trâu ra bò ra đồng. Tử thần lùa chúng ta vào cái chết. Hoặc sớm, hoặc muộn, hoặc chống, hoặc chạy, cách ni, cách khác, chúng ta cũng chết. Nhưng mà chúng ta không cho phép mình sống thanh thản giờ. Chúng ta không cho phép mình buông bỏ những cái cay đắng của cuộc sống. Chúng ta không cho phép mình được có những giây phút thảnh thơi. Chúng ta bắt chính bản thân mình phải trằn trọc thâu đêm về chuyện hơn người này, ghét người kia, ganh với người đó. Cái sự ghen ghét, ghen tị, ghen tuông cuộc đời giống y hệt như tâm trạng của con chó mới ta tại chùa đối với hai con chó mới. Thật ra thì không phải vì có hai con chó mới mà con mới ta nó mất đi cái khu viên của chùa. Nhưng mà nó không chấp nhận được. Nó không chấp nhận được. Và chúng ta đừng nói đó là con chó, nó không đủ sự giáo dục, nó không đủ trưởng thành. Con người chúng ta cũng giống như vậy, giống y hệt như vậy. Chúng ta gánh sống đố kỵ với người này, ganh ghét người kia. Nhưng mà rồi có gì? Không có gì hết. Người ta nói ở đời muôn sự của chung hơn nhau chỉ tiếng anh hùng mà thôi. Thật ra chúng ta không có gì hết. Chúng ta luôn luôn tranh giành với nhau. Từ lời ăn, tiếng nói, từ cái hơn thua, vỗ ngực xin tên để thấy mình to, mình lớn rồi, rồi sao? Mình chắc có gì hết. Chúng ta không là cái gì giữa tính không này. Với không gian vô cùng, thời gian vô tận, sự hiện hữu của chúng ta thực sự là nhỏ bé. Và nó sẽ thực sự vô nghĩa nếu chúng ta quá bám víu vào, chấp thuộc vào. Bởi vì hồi nãy Hòa Thượng Từ Siêu có nhắc đến một điều mà chính Đức Phật dạy là cái giáo pháp của Đức Phật dành cho người có trí chứ không phải là người không có trí. Những người sống bằng niềm tin mù á, sống bằng bản năng, sống không có sự tu tập, thì thưa quý vị, giáo pháp Đức Phật không nghĩa gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta chịu tu, chịu nhìn, thì những lời dạy này là một tiếng chuông cảnh tỉnh, là một cái giọt nước cam lồ, là cái gì đó rất thấm thiết đi vào lòng, cho chúng ta thấy được cái bản chất ảo tưởng, cái bản chất chấp thủ vô nghĩa, cái bản chất nhìn sai, cái bản chất vô minh của chúng ta đối với cuộc sống. Chúng tôi có đi đám tang một người mà hồi còn sống đã từng tranh chấp tài sản với người anh của mình, đã từng trải qua bao nhiêu những cái khổ lị khi mà có chuyện ly dị, đã từng gây bao nhiêu ân oán giang hồ
khi mà dựng sự nghiệp, khi mà có rất nhiều rồi lại bị tai biến mạch máu não rồi chết đi. Tất cả những cái cũ, cái gì mình đã sống, đã tạo, đã bám víu trên thế gian này, lúc đó nó không còn ý nghĩa gì đối với một cái xác không có tâm thức nằm đó. Và người vợ cũ ly dị đến hỏi chúng tôi rằng, bây giờ vợ chồng đã sống nhau như vậy, bây giờ ly dị 2-3 năm vậy, mình chết á, có cần phải thọ tang hay không? Thật ra chúng tôi không biết trả lời thế nào. Chúng tôi chỉ nói rằng chắc là tùy mỗi người. Nếu mà thứ vị cái tang nó cũng thật sự rất là vô nghĩa. Còn sống mà đã từng cay đắng với nhau, thậm chí hận thù với nhau, để chia đôi tài sản để làm những thứ chuyện kiện nhau ra tòa, vì chết vẫn chỉ thằng tang cũng không có nghĩa gì. Đời sống của chúng ta nó là một cuộc sống đầy dậy những mâu thuẫn, đầy dậy những điều vô nghĩa, nhưng mà chúng ta vẫn chấp thủ đó. Thứ vì chúng tôi có được là thượng tọa tự quyền vào trong lớp học, thượng tọa tự quyền ấy thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tự quyền nghe được, xin đỉnh thượng tọa trả lời cho một cô thảo luận trong bài học hôm nay. Nếu thượng tọa tự quyền đang ở trước máy. Dạ con. Dạ. Dạ con ơi, thượng tọa. Thượng tọa tự quyền ở trong bài học ngày hôm nay, khi mà chúng ta học về câu kinh Pháp Cú mà qua đến Đức Phật, Ngài nói rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất như khúc gỗ vô dụng, thì có nhiều người xem rằng đó là một hình ảnh rất là tiêu cực, rất là bi quan về cuộc sống. Nhưng mà theo thì toàn tự mình nghĩ rằng có khi nào đó mà để hiểm ly, để nhàm chán với cuộc sống, thì chúng ta cũng cần những cái nhìn, mặc dù nó bi quan, nhưng mà nếu chúng ta ráng nhìn thì chúng ta sẽ đạt cái tâm xả ly không? Xin kính thỉnh thượng tọa tự nguyện. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Thầy Mạng, Nam Mô Sơn Thầy Giá. Còn kinh lệnh Đức Phật Thích Giáo Pháp và chúng tăng kính lệ đến Hòa Thượng Nhật Đẳng, tôn trọng anh hành để đức tự trị, để đức trị, để đức cùng chư tăng đang hiện diện, thỉnh chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Về kinh bạch Hòa Thượng, quả thật thì nếu như trên cái nhìn đó của một người mà quá chấp thủ về cái xác thân này hay về cái xác quẩn này, thì khi người ta nghe như vậy hay người ta ái nướng về cuộc sống, thì người ta nghe câu đó thì người ta không vừa lòng, người ta nói rằng mình quá là bi lụy, hay là mình quá là thiếu cái tích cực. Nhưng có thể nói rằng là nếu như chúng ta gặp phải những cái khổ nạn về bệnh hoạn, hay là về cái không vừa lòng với cuộc đời đó, thì chúng ta mới thấy, chúng ta mới suy quán. Dù cho chúng ta có rơi vào tình huống như thế nào, thì chúng ta cũng nên quay về trước cuộc sống này. Dù cho nó có như thế nào rồi thì cũng sẽ đến cái già, cái bệnh, cái chết không bao lâu nữa. Quả nhiên 30 năm cuộc đời, 20 năm cuộc đời, 50 năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời và 70 năm cuộc đời, 80 năm cuộc đời chỉ là một thời gian nhanh chóng, nó đi qua rất là nhanh, rất là lẹ luôn. Nếu chúng ta chịu khó chúng ta nhìn thấy, thì những cái tâm trạng buồn chán, nếu chúng ta nhìn bằng một cái nhìn của thiền quán, bằng một cái nhìn của si quán, trở về nội tại của chính chúng ta, thì chẳng những chúng ta không có không có đau khổ mà người ta càng tích cực. Còn nếu như những ai đó mà người ta đang bám víu, người ta đang say mê, người ta đang thỏa ước những gì mà chúng ta, những gì mà người ta đạt được, thì đến một lúc người ta mất một cái, thì kính thưa quý vị, thì cái sự thất vọng nó tràn trề và không có thể nào mà chấp nhận được. Có những người họ không chấp nhận được cái bệnh hoạn mà nó mang tới chính họ cũng như người thân của chính họ. Tại sao người thân của họ chết họ không có chấp nhận? Họ không chấp nhận cái sự vô thường mà họ muốn trường tồn, họ muốn cảm giác
bình yên, họ muốn cảm giác hạnh phúc, muốn cảm giác yên ổn của gia đình họ, của người thân của họ, nó phải như thế. Nhưng cuộc đời này nó diễn tiến theo cái nghiệp duyên. Cho nên tất cả chúng ta, nếu như chúng ta, khi chúng ta có một tâm trạng buồn mà chúng ta khởi lên những cái suy quán về cuộc đời, về cái xác thân này, về cái chết, hay về cái sự vô thường, về cái sự mau chấm dứt của một kiếp sống nó ngắn ngủi, thì quả thật thì đây là một điều mà rất là tốt đẹp cho những ai, cho những ai rơi vào một cái tuyệt vọng, và ở đó người ta thấy rằng đừng có phải có tuyệt vọng nữa, mà rồi chúng ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu. Cho nên họ biết quý trọng cái sự hiện hữu của chính mình. Ở đây thì chẳng những cái lời Phật dạy nó không có mang tính bi quan, nó không có mang tính mà để chúng ta phải là càng buồn chán thêm nữa, mà đó là một cái sự khước từ, đó là một sự vượt qua của cảm thọ đau khổ khi mà chúng ta đang bị đó. Phải nói rằng tất cả chúng ta đã đang học cái giáo lý hay là cái lý của Phật dạy, đó là những liều thuốc, những cái liều thuốc mà coi như là nó như liều thuốc ngừa bệnh cho tất cả chúng ta. Đến khi chúng ta gặp phải thì nó như là một cái, như là một sức đề kháng, nó kháng lại những cái sự tuyệt vọng đó, những cái thảm cảnh đó, những cái vực sâu đó mà chúng ta đang bị. Thì nếu như chúng ta có một cái tâm niệm hay là có cái tâm quán sát quen rồi đó, thì nó rất là tốt. Cũng như Đức Phật ngày dạy, chúng ta phải thường quán niệm về cái sự chết. Để làm chi? Để cái chết nó tới với ta, ta đỡ phải khiếp sợ hơn. Có một số người nói tôi không sợ chết, tôi nói cái miệng, nhưng sự thật ra cái chết nó tới là họ rất là lo âu và sợ hãi. Bởi vì tất cả chúng sinh, Phật ngày dạy, phải sợ chết. Nếu như phàm phu thì chắc chắn người ấy phải sợ chết, bởi vì họ không biết mình sẽ đi về đâu, rồi mình sẽ như thế nào. Bởi vì tâm tư họ rất là sợ, mà càng sợ như vậy thì lại càng rối. Bây giờ nếu như chúng ta bị một cái bây giờ quý vị cầm cái tờ xét nghiệm lên đi, mà chúng ta thấy chúng ta bị những cái bạo bệnh, chẳng hạn như bị ung thư, bị căng xe gì đó, rồi là chúng ta biết rồi, nó rơi vào một cái sự tuyệt vọng. Thì lúc đó đó, cái pháp Phật dạy cho chúng ta hãy tùy cái duyên nghiệp của mình, hãy biết rằng cái sự vô thường, cái gì mừng, cái đó nó mang tới khổ não. Như vậy thì chúng ta đừng có chấp. Chúng ta đừng có chấp nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân chồng chất bao nhiêu là khổ sầu. Mình cho rằng mình đẹp kìa mà nó còn là như thế. Chứ đừng có nói chi mà tấm thân đã buồn, đã quá mệt mỏi ở cuộc đời này. Thì chúng ta đừng có phải bám biếu làm chi, đừng có phải là sửa đổi để làm gì. Rồi, dầu cho có sửa, dầu có chỉnh lại như thế nào, đối với cái sắc quẩn này, thì cái sắc lão mại nó cũng vẫn hiện hữu, chứ nó không có mất. Nó có thể chúng ta đổi thay nó trong một thời gian chừng đôi ba tuần, một hai tháng gì đó, nhưng rồi cái gì thì bản lai diện mục của nó cũng vẫn hiện về, chứ không thể đổi thay được, không thể làm gì chúng ta trẻ hóa được, không thể làm gì chúng ta hồi sinh lại được. Cái quy luật của sắc thọ tưởng hành thức quẩn này, của danh pháp và của sắc pháp này, thành trụ hoại không, sinh tiến dị diệt, đó là một tiến trình của danh và sắc, phải như thế. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái yếu lý đó thì chính là một yếu tố để chúng ta có thể nhìn thấu hơn, nhìn suốt hơn, và chúng ta cảm và nhận thấy cuộc sống này nó giá trị như thế nào. Cũng như khi những gì mà chúng ta mất đi đôi xa tầm tay với những gì mà chúng ta có được, cái sự thân thương, có được cái sự đông đầy á, thì bây giờ nó mất đi á, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị nó như thế nào. Và bởi vì cho nên chúng ta biết luôn luôn phải sống nó có cái hài hòa giữa những người, giữa những cái tâm tư tình cảm trong gia đình, rồi tới ở ngoài xã hội, những cái mối tình giao, thì chúng ta biết gặp gỡ nhau thì nó rất là khó, nó khó bền vững, và nó dễ phân kỳ phân ly, dễ sẽ chia phôi, dễ sẽ chia tay, rất là dễ. Để mà nuôi dưỡng nó tốt đẹp thì nó rất là khó, chứ còn nếu như mà nó nghịch cảnh nó xuất hiện thì nó rất là dễ.
Bởi vì biết như vậy mà chúng ta biết, biết bảo vệ, biết chăm sóc, biết giữ gìn, để chúng ta không phải phải đau khổ. Và cũng như là chúng ta chỉ chăm sóc, chúng ta chỉ giữ gìn, chúng ta chỉ bảo vệ ở một cái một tinh thần tích cực đó. Còn tất cả chiều theo quy luật thì tụ tán, hợp tan và đến đi, cuộc đời là như thế. Và chúng ta cũng hiểu và cảm được, nó mất đi, chắc chắn rồi sẽ mất đi. Chứ không phải là luôn luôn mang một ý niệm, ý niệm mà nó hoàn bị, ý niệm mà nó đầy đủ, ý niệm mà nó tốt đẹp thì chúng ta sẽ vỡ mộng. Bởi vì cuộc đời này nó như là một giấc mộng mơ, mà chúng ta đang đã thức rồi, nhưng cái đầu vẫn còn mộng. Chúng ta đang là người không phải ngủ mà vẫn mộng, vẫn mơ cuộc đời. Cho nên chúng ta khó có tỉnh mộng. Mà đến khi mà nó, đến khi mà ngã xuống, đến khi sự thật nó xuất hiện, nó tan, thì chúng ta vỡ mộng, chúng ta đau khổ. Đây là cái điều mà chắc chắn. Có nhiều người không có chấp nhận cái sự thật nó xảy ra, một cái chướng nghiệp mà người thân phải ra đi, cha mẹ phải đi, con cái phải ra đi. Mà cái điều đó nó rất là dễ dàng. Hiểu về Phật Pháp, cái sự vô thường, cái sự chấm dứt một cái mạng sống của cái con người, hay là một cái chuyện tài sản, danh vọng, tiền của gì, nó qua đi một cách nhanh, rất nhanh. Chúng ta không thể nào mà có thể kiểm soát được đâu. Quý vị ở bên nước ngoài cũng vậy. Thử nghiệm đã coi. Có một số người đã 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm. Nó nhanh như vậy. Và biết bao nhiêu là niềm đau, nỗi khổ. Biết bao nhiêu là cái sự khó khăn, cái sự buồn chán, hay là cái sự khổ đau. Nó có bao nhiêu điều vui. Sự thật, Phật nó vui là khổ nhiều, là như thế, đúng như vậy. Cái vui của chúng ta thì nó chỉ tạm bợ, nó chỉ tạm thời ở trong một chừng mực nào đó. Nhưng cuối cùng rồi thì tất cả chúng ta cũng phải chấp nhận nếm trải những cái đau thương mà cuộc đời nó xô nó đẩy tới. Mà cuộc đời nó xô nó đẩy tới, đó là quy luật của từng hoàn. Nó như thế thôi. Và chúng ta là những người sống ở trên cõi giới này, phải chịu cái pháp, các pháp hữu vi nó tàn phá như vậy. Và chúng ta cũng phải bị đối diện với cái nghiệp quả mà tự thân của mình đã tạo. Và mình phải trả như thế. Chẳng ai mang tới cho ta, chả ai hại ta cả, mà chính tự ta đã tạo. Bây giờ chúng ta phải lãnh cái hậu quả đó, chúng ta phải lãnh cái nhân mà tạo tác ngay cái quả hiện tại. Nhờ chúng ta có một sự suy nghĩ một cách tổng quát, một cách bao trùm như vậy thì tất cả chúng ta sẽ đỡ đau khổ hơn. Và lúc đó đó, Phật Pháp nó sẽ là một phương lương diệu dược. Lúc đó tiền bạc không phải là một vấn đề nữa rồi. Những cái gì mà những cái điều kiện của y tế, những cái điều kiện của bệnh hoạn đó, mà nó vật lý, nó không hỗ trợ cho chúng ta được. Lúc đó quý vị phủ đầy tiền bạc hay là cả mọi thứ, nhưng tâm tư chúng ta cũng tuyệt vọng. Phải nói rằng chỉ có một sự tu tập thì cái đó là nó mới giúp cho ta thôi. Còn nếu như không, tự chúng ta sẽ rất là đau khổ. Cho nên Phật Pháp ngay cái điểm này dạy cho ta biết chuyện gì nó đến, chúng ta biết đón nhận, chúng ta biết đối diện thì nó sẽ ra đi. Chứ còn có tránh, có né, có sợ hãi thì rồi nó cũng không thể nào thoát được. Thế đối với cái tâm người tu, hay là cái tâm người tu hay không tu, nhưng chúng ta hiểu được cái lý của cuộc đời, cái sự tình của cuộc đời, nó phải xuân hạ thu đông, rồi nó phải nắng sớm mưa chiều, rồi cái thời tiết nó thay đổi bất thường, sự tình của thế sự nó của hữu vi pháp mà nó còn như thế, thì kiếp thân con người chúng ta nó mong manh, mai nay khỏe mai bệnh, hoặc là nay tốt mai xấu, được thua mất còn là chuyện bình thường. Hiểu như vậy đó, để chúng ta đón nhận những cái khổ đau, đón nhận những cái trở ngại, đón nhận những cái điều kiện nghịch cảnh đó, nó xảy ra tới với mình thì chúng ta sẽ được. Chứ còn nếu như chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này
đó là một màu hồng. Thì chúng ta vừa nhìn màu hồng đó, trong tâm tưởng chúng ta nhìn bầu trời đó nó đẹp quá, nhưng khi chúng ta quay đi thì là nó mây đen nó đã phủ đầy tới rồi, nhìn qua lại thì cả bầu trời đen này. Nó có sự thay đổi thật sự trong dòng chảy của nghiệp quả, trong dòng chảy của sự sống cái con người nó là như thế, chứ không ai tạo dựng cho ai ta cả, mà chính chúng ta đã đang, và dầu cho nghịch cảnh như thế nào, tâm của chúng ta có chấp nhận, có đối diện, có thể vượt qua được hay không, đây mới là một vấn đề. Cho nên chúng ta có cái sự giảm hạn chế bớt cái buồn chán khi chúng ta, hay là giảm bớt cái sự bám víu hay không, thì chính nhờ nhờ cái sự suy quán như vậy thì chúng ta bớt nhiều, nó giảm nhiều, và nhờ cái tâm trạng đó đó, cái tâm trạng đó đó nó cũng bớt đi những cái ngã chấp của chính mình, những câu thúc của chính mình ở trong lòng, hay hoặc là những cái ngã mạn của mình, hay là những cái chấp thủ của mình. Chắc chắn rằng nếu như chúng ta có những cái sân quê gá, tức là có cái động tâm, có một cái khởi ý nghĩ lên như vậy, thì nó sẽ được như ý chúng ta, nếu như chúng ta hiểu biết được cái lý niệm, cái yếu của cuộc đời của Phật pháp là vậy. Thì kính bẩm hòa thượng, đây là ý kiến của chính con là vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh hòa thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sao thú, cái trường thì tôi tự nguyện đã cố gắng vào lớp học ở trong giờ chót để phụ giúp tổng phần thuyết giảng. Thứ gì còn là vài giây phút sau cùng. Chứ thì xin thưa quý vị một điều là đối với người tu tập thì những cái duyên lành nó rất khác với người không tu tập. Người không tu tập họ tin vào sự may mắn, và bỗng nhiên có ai đó cho chúng ta một cái gì đó, hay chúng ta làm cái gì đó rất là thuận lợi cho công ăn việc làm, gọi đó là may mắn. Nhưng với người tu tập đó, thì chúng ta biết cái duyên lành nó đến từ những giây phút mà chúng ta tỏ ngộ, hay là chúng ta nhận thức được những điểm mà nó khai thông những bế tắc trong tinh thần. Cái sự tỏ ngộ mà giúp cho chúng ta bừng sáng, chúng ta gọi đó là tuệ giác. Và những cái duyên lành này không phải là tình cờ trên trời rớt xuống, mà thường đến là do cái khả năng quán chiếu của chúng ta. Ví dụ như mình đi đám tang, chúng tôi không biết ở Việt Nam thì thế nào, bây giờ ra sao, nhưng mà ở bên Mỹ thì người Việt thường là trong các đám tang người ta không có để nắp quan tài, mà để cái quan tài đó, nếu mà người mất không bị tai nạn gì mà nó bị biến hình nhiều á, người ta mở nắp quan tài cho mọi người nhìn. Và trước khi mà để nắp quan tài thì mọi người có cái cơ hội để nhìn mặt người quá vãng lần cuối. Chúng tôi là vì tu sĩ đi tụng kinh thì có nhiều lần, rất là nhiều lần được nhìn tận mặt những sắc chết. Mỗi lần nhìn như vậy thì mặc dù cái việc nghi thức là việc tụng kinh, nhưng mà cá nhân thì chúng tôi xem đó là những cơ hội, những cơ hội để quán chiếu, để nhớ. Và một trong những câu Phật ngôn mà chúng tôi nhớ nhiều là bài kệ hôm nay mà Hòa Thượng được siêu giảng, và cũng là bài mà chúng tôi tụng trong đám nào cũng tụng hết. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị bất bỏ vô thức như khúc gỗ vô dụng. Nói điều này nghe nó phũ phàng. Cái khúc gỗ bỏ mà có nhiều khi người ta còn muốn lấy để làm củi, lấy để lý do gì vậy. Nhưng mà cái xác chết mà mình nhìn thấy đó,
Ví dụ khi mình nhìn thấy vậy chứ, nào là diễn văn, điếu văn này nọ chứ, muốn đến gần, không ai muốn đến gần này. Và người ta tìm cách để chôn sâu, hoặc chờ để mai táng đi, quả táng đi, thiêu đốt đi để cho nó không có bị truyền nhiễm, không gây cái mùi hôi. Thì quả thật cái xác chúng ta nó còn tệ hơn khúc gỗ nữa, thưa quý vị. Và những lúc đó mình nhìn thấy thì mình phải thấy cái tính giả hợp của cuộc sống này. Lâu lâu mình cắt móng tay, móng chân. Lâu lâu mình tắm, mình nhìn lại thân của mình. Và cũng tự nhắc ra, đúng là cái thân này. Rồi sẽ nằm dài trên đất. Bị vứt bỏ vô thức, như khúc gỗ vô dụng. Và chúng ta nên tin vào lời Phật dạy, là cái nhìn như vậy, sự quán tưởng như vậy, sẽ bớt đi, giảm thiểu đi cái ngã chấp của chúng ta. Và một khi cái chấp ngã nó giảm đi đó, thì chúng ta sẽ an lạc hơn. Chúng ta bớt có những cái hận thù, bớt có những cái quan cái, bớt có những cái phiền não, bớt có cái sự dính mắc mà chính bản thân của mình. Mà có điều này ít có ai nhận ra lắm, là càng bớt chấp thủ, càng bớt chấp ngã, càng bớt chấp cái ta đó, thì chúng ta càng hạnh phúc. Như lời Đức Phật dạy cho tôn giả Rahula, hãy thường xuyên thấy rằng đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Ban đầu chúng ta ngại lắm, chúng ta cảm thấy rằng cái quan tưởng như vậy làm cho mình mất mát đi. Nhưng mà kỳ thật, khi mà nếu chúng ta thường nhìn, thường quán tưởng như vậy, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn với cuộc sống, và cho phép chúng ta đứng gần với sự thật. Thưa quý vị, đó là về điều chúng tôi muốn chia sẻ sau cùng trong buổi học từ hôm nay. Ngày mai này chúng ta sẽ có lớp Phật Pháp cơ bản, và chúng tôi là vị giảng sư. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt trong ngày của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chư Tôn Đức đã vào trong để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lên thầy, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân hòa thượng giác lãng. Sa thú lên thầy, con Metta Ban Nhã, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tông Bà quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, cái chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả.